Trời ơi, tôi không hiểu á, hai anh em bước vô cái hội thần linh đó làm cái gì nữa luôn á. Biết cái hội đó hội xấu xa không? Cái hội đó là chiên lường gạt dân làng đó. Em thấy cái hội đó cũng thú vị mà. Có đâu thú vị? Vui mà, tao thấy vô đó dân làng nhóc trơn á, rồi hô hào, sen linh linh, đĩa linh linh, rớt xuống sình vẫn còn chinh. Cái gì? Vẫn còn xinh. Sao nghe bà ngoại nó mà nói vẫn còn chinh. Bậy tao bạ không à. Nói chung là anh không muốn hai anh em vô cái hội đó. Ủa nhưng mà bây giờ mất đường cùng rồi thì bắt buộc phải vô thôi. Lúc nãy á, tôi đã làm vật thế thân rồi, tôi chấp nhận tôi chạy ra cho hàng đó bắt. Nó quýnh như một con thú nè. Tại sao không trốn đi? Nè, anh làm ơn động não giùm tôi đi. Anh làm vật thế thân kiểu gì á, người ta phát hiện ra không phải là cái người mà họ tìm. Họ phải vòng lại họ tìm tụi tôi thôi. Người động não là em á. Nói chung tóm lại á, là anh không muốn hai anh em vô cái hội đó. Sao cố chấp quá vậy? Nói hoài không nghe. Đụng tới gây lộn, đụng tới gây lộn à. Bởi vì chia tay đúng rồi. Ừ, chia tay chứ tôi cần á. Tôi muốn à. Ờ, chứ tôi muốn à. Hai đứa mình không quen nhau hả? Ờ. Ủa sao tao không biết? Quen nào? Ai thèm quen con hả? Trời, anh nghĩ tôi thích quen anh hả? Đồ xù. Trời, ừ, đàn ông vậy á, đồ xù, đồ xù. Đồ xù là sao? Đàn ông xù 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 nhưng cũng có xù á. Trời ơi, làm như tôi sinh ra để ngồi nghe hai đứa mày chửi lộn hay sao á? Chửi từ trên đầu tôi chửi xuống vậy á. Cái đầu tôi thể thờ ông bà mà. Anh không thấy hả? Cố chấp như vậy đó. Đừng nói chuyện với tôi nữa. Ở trường tốt là theo tôi làm gì? Nè, anh thấy không? Tôi đứng trước anh nè. Đừng đi theo nữa cho. Mệt thiệt chứ. Tối ngày nghe chửi lộn hoài. Nó cái gì? Dì cũng thấy vậy đó. Tụi nó đi rồi, dì nó lớn này đi. À quên nữa, dì cũng thấy vậy đó. Thì đó, con cũng nghi có chuyện gì rồi. Hai cái đứa này hình như tụi nó có gian tình với nhau thì phải. Đúng là gian phu gian phụ mà. Trời ơi, dùng danh từ gì kỳ vậy con? Gian phu dâm phụ là để dành cho những người ta có chồng có vợ rồi mà ta gian díu với nhau, gọi là gian phu dâm phụ. Còn tụi này là trai đơn gái chiếc, mình phải gọi là tụi nó yêu nhau, tụi giấu giếm, gọi là có gian tình đó. Đúng rồi, yêu nhau mà giấu mẹ, rồi giấu anh hai nữa. Đại bàng ở đây nha, để chim sẻ đi thu thập thông tin về cung cấp cho đại bàng. Yeah. Thiệt tình luôn á. Màu mè chi không biết. Muốn cái gì á, nhà nói đại đi, hẹn ra đây làm chi. Tôi thui thui lùi rồi. Huy, tin nhắn ghi là em muốn nói chuyện riêng tư với anh, không thể nói chuyện ở nhà được. Ây cha, Căng à, Căng à, định quay lại với thằng Lâm này hả ta? Ok, anh sẵn sàng cho em một cơ hội để quay lại. Ra đây đi nào. Đưa ra. Dạ. Cái gì mà tối thui vậy trời? Muốn gì nói đi nha. Tôi không có thời gian đâu đó. Anh hẹn em ra đây chi vậy? Gì? Muốn nói gì nói đi. Ai hẹn ai? Nè 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 nè. À, anh xin lỗi. Em đã chấp nhận em xuống nước, em nhắn tin cho anh hẹn ra đây rồi. Thì bây giờ anh sẵn sàng, anh cho em một cơ hội, muốn gì cứ nói thẳng với anh đi. Anh vừa nói gì vậy? Trời, tự biên tự diễn luôn. Anh tự nhắn tin cho tôi, hẹn tôi ra đây, xong bây giờ đổ cho tôi hả? Anh nghĩ gì vậy? Có cần phải vậy không em? Anh mới là cái người có cần phải vậy không anh á? Em bị khùng hả? Anh bị khùng á? Anh nhắn cho em hồi nào? Anh nhắn cho tôi chứ. Em mới là người nhắn cho anh tin nhắn còn trong điện thoại nè. Nè nè, nó nằm ở chỗ này nè nha. Tin nhắn của tôi cũng còn trong điện thoại kìa. Thôi thiệt, tao coi phát hiện bây giờ. Muốn nói lại tình xưa đúng không? Cái gì? Nói lại tình xưa hả? Muốn quay lại đúng không? Cảm giác hối hận khi chia tay một người đàn ông hoàn hảo như anh chứ gì. Anh đẹp trai quá mà, ga lăng nữa. Về đây gặp anh chịu hết nổi rồi đúng không? Nè, tôi thấy anh bị ảo tưởng đó. Anh nghĩ sao vậy? Dù có chia tay đi chăng nữa, tới giờ tôi không bao giờ có ý định quay lại với anh. Ê, cổ tụi nó căng dữ nha. Còn nói rồi, hai đứa nói như chó với mèo vậy. Hết rồi. Hẹn nó ra về cái kế hoạch của mình rồi sao đây? Bây giờ dì ra tay đi, bắt nhốt hai đứa vô chỗ đi. Thôi coi, bắt vô chỗ mắc con cắn nhau nữa. Kệ nó, cắn riết nó thương nhau.
Xin lỗi à, chắc tôi cần để quay lại quá ha. Thiệt, lúc nãy á, tôi thấy cái tin nhắn, tôi còn cho cơ hội và bây giờ nói thẳng vậy rồi. Rồi khỏi luôn, đàn ông một khi đã đi rồi không bao giờ quay xe. Tại sao không chịu quay xe? Ủa? Thì con không thích quay xe lại thì thôi. Bắt nó. Sao mẹ có ở đây? Bắt nó đi gì? Không quay xe bắt nó đi. Vậy sao vậy? Làm gì vậy? Hả? Giả bộ đụng con kìa mà. Nè nè, anh đứng giữa đường, tôi đi ngang qua, tôi muốn quay gì thì phải đụng anh rồi. Đúng rồi. Ủa tại sao không nói tiếng? Lâm ơi, tránh ra cho mình bước qua cái được không? Lâm đâu? Nè. Ô, hả? Không né được không? Xin nha, xin còn cái chuyện cho của tôi là tôi thích cho không. Nè, không chịu quay xe công an bắt à? Nói chung con tóm lại con nói với mẹ vậy nè. Con nói thẳng luôn á, mẹ cũng thừa biết rồi, đàn ông có câu một khi đã bước đi rồi đâu không bao giờ ngoảnh lại. Trời ơi, coi như là kế hoạch con với dì bày ra. Hả? Gì vậy không biết. Anh bán đứng em gái của mình hả? Thì tại vì gì với lại Đức nè, tò mò biết chuyện của hai tụi bay muốn như thế nào. Mà nè, bây giờ kể đi, tại sao xảy ra cái chuyện như vậy? Nói chung tóm lại là con không có thiết tha gì để mà nhớ lại chuyện hồi xưa cả. Trời ơi. Dạ, nếu đã như vậy rồi á thì con cũng không có muốn nhắc lại chuyện xưa đâu. Tụi con chia tay rồi. Thì nói lại từ xưa. Không, vậy tôi đó. Không cần. Nói lại chi? Ai mượn? Tao nói vậy. Anh nhớ nha, nhớ như vậy anh nói cho. Ê, hey, 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 giữ lại. Ê, đứng lại. Đó này còn con mèo này, tôi muốn bị rồi. Đúng là chó với mèo. Anh dạy em của anh kìa. Đi theo tao. Đi. Dương, đứng lại nghe vậy nói nè. Dạ, sao vậy vậy? Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Dạ. Sao con với Lâm chia tay vậy? Nói cho dì biết đi. Dạ. Đi, có gì dì xin con đó. Thôi mà chuyện nó qua lâu rồi. Con nói cho dì biết để dì xử chứ. Lỡ như Lâm nó làm điều gì nên lỗi khiến cho hai đứa phải chia tay, thấy không? Nói đi con. À, hay là hai đứa có sự hiểu lầm hay là có khúc mắc gì ở đây? Dạ, cái chuyện tình của tụi con chia tay á, nó kỳ cục lắm. Anh có một bất ngờ dành cho em. Định dùng chiêu cũ hả? Em có mắc lừa đâu nha. Với lại á, ở đây đông người lắm. Nè, cái thằng cu này nè, thông minh nhiều trò lắm. Không thể nào mà một chiêu xài hai lần được. Mà anh cảm giác hình như là nhớ cái nụ hôn rồi lắm đúng không? Ai mà thèm? Anh nói thiệt, anh có bất ngờ thiệt mà. Bất ngờ gì vậy? Anh thấy cái nghề make up dạo của em á cực quá à. Bởi vậy anh xin cho em nghỉ luôn rồi, khỏi phải đi làm nữa. Anh nói gì? Em nghỉ làm bên kia luôn đi. Anh xin cho em nghỉ việc hả? Ừ. Sao anh tự tiện quá vậy? Anh có biết là khó khăn lắm em mới xin được công việc đó không? Anh muốn làm cái gì thì anh cũng hỏi em một tiếng trước. Trời ơi, mắc mớ gì, cần gì phải hỏi hả em? Nè, anh thấy nè, cái nghề make up dạo của em vừa cực khổ, vừa bèo nhèo, vừa không kiếm được tiền. Nghĩ thôi đúng rồi. Ý của anh là anh đang khinh thường công việc của tôi đó hả? À. Ý của anh á là công việc của tôi không xứng đáng với anh chứ gì? Không phải vậy, chẳng qua là anh sợ em cực thôi. Anh thôi đi, anh sợ tôi cực hay là anh sợ mất mặt với anh? Nếu vậy á, tôi và anh chia tay đi. Cái gì? Em mới nói gì vậy? Chia tay hả? Đúng. Ok. Nếu đối với em á, nói hai chữ đó đơn giản như vậy, chia tay thì chia tay. Ủa, anh ơi, chừng nào anh dọn tới? Đồ nghề chuẩn bị xong hết rồi đó nha. Mà công nhận á, bạn gái anh có số hưởng thiệt. Được bạn trai thuê nguyên cả cái tiệm này để mở salon make up. Ồ, ghê. Tôi không có bạn gái. Ủa chứ bữa anh nói anh thuê cho ai? Tôi khùng quá, tôi muốn nói gì tôi nói, kệ tôi đi. Ba cái thứ đó không đáng là bạn gái của tôi. Ủa rồi giờ có thuê không? Chắc chắn là không rồi. Trời. Ủa, cái thứ gì vậy trời? Không phải là thứ bảy chủ nhật nè. Em gái của anh cứng đầu lắm.
Dạ. Đêm nay tôi quyết định là tôi phải nhậu cho quéo với anh luôn mới được. Dứt cái nữa đây. Ôi, không biết thằng này nó giống ai mà nó ích kỷ với nó xấu tính gì không biết nữa. Chị nghĩ cái chuyện đó không có gì mà nó làm cho to chuyện lên vậy. Chỉ cần cái nghề đó không xấu, cái nghề lương thiện thì đó là cái nghề rồi. Nhậu. Tôi muốn nhậu. Đưa tôi về làm cái gì? Rồi, ngồi xuống đây coi. Nhậu ơi. Sao mà nó xịn dữ vậy không biết nữa. Tôi chừng, có chừng. Ôi trời ơi. Làm cái gì vậy không biết nữa. Ôi trời ơi. Ui da. Cái gì vậy trời? Ui da. Hình như cái lưng mày đau quá mọi người. Chị bị sao vậy? Chị đau quá. Ủa sao đúng chắc, lúc vậy vậy? Chắc bệnh cũ gì tái phát rồi, có gì con lo cho nó giùm cho gì nha. Chị vô trong gì nghỉ chút đó. Ủa đất ơi, hình như con xỉn quá phải không? Đâu. Ôi trời đất ơi, tội nghiệp. Thôi đi vô trong con, dì pha nước chanh cho con uống nha. Nha. Vậy hả? Đây mới là con ruột của dì nè. Thiền đức nó cũng là con gì vậy? Không anh con, để con lo cho. Thôi kệ nó, để tao lo cho nó. Như mẹ. Sao mọi người? Anh hai. Được. Anh hai đỡ Lâm vô phòng giùm em đi chứ sao em kia cho nổi. Buồn ra tao xỉn rồi, giờ mày cũng muốn Lâm nữa vậy? Này, cứu em đi mà. Buồn ra gì để gì pha nước chanh cho nó uống, nó xỉn quá rồi nè. Rồi. Nhậu đi rồi. Tôi muốn nhậu nữa. Cái gì vậy trời? Dương à. Gì? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy hả Dương? Em có biết là anh thương em nhiều lắm không Dương? Khoảng thời gian vừa qua là khoảng thời gian khủng hoảng nhất cuộc đời của anh. Nhiều lúc anh nhớ em nhiều lắm. Anh muốn cầm cái điện thoại lên, anh gọi cho em kìa, để em nói một tiếng xin lỗi. Nhưng mà sĩ diện của thằng đàn ông không có cho anh làm việc đó. Nè, đau tay. Dương à. Thôi đi vô ngủ đi. Thương anh không vậy hả? Thôi mà biết rồi mà. Dương! Đừng có đập tay, đau mà. Tại sao tia tay xong em không một tin nhắn, không một cuộc gọi điện thoại hỏi thăm là anh có khỏe không hả Dương? Trời ơi, thiệt luôn á. Rồi, đừng có bỏ anh nha Dương. Trời ơi, trời. Dương. Nè. Sao đây hả? Ăn mà xỉn dữ. Đó nữa hả? Ôi dồi. Hành hạ tôi. Hành gì? Thì bắt tôi nguyên đem tất cách. Không phải đâu, tôi cũng quên thôi. Ai gọi vậy? Người ta gọi tôi đi bắt cấp. Tôi đi á. Ê. Gì? Tối qua làm gì tôi không ạ? Anh bị công hả? Làm gì đi? Tôi đi á. Lãi không luôn được rồi. Như ta đã nói từ trước, để tỏ lòng thành kính với thần linh, chúng ta nhất thiết phải xây một cái đền thờ để thờ cúng các ngài. Ta đề nghị tất cả chúng ta phải đóng góp tiền bạc, đất đai để cho việc xây đền được tiến hành được nhanh chóng. Ai hoặc vì một lý do nào đó cố tình làm cho việc xây dựng trở nên chậm trễ thì rất có thể tai họa
sẽ ập xuống cả cái làng này. Thầy nói chí phải. Dạ thưa thầy. Sao? Dạ thầy để con nghĩ lại nha thầy nha. Dạ. Dạ. Còn con chắc không được quá thầy. Sao thầy vậy? Cái miếng đất đó đó là chồng con để lại làm của hồi môn cho con gái của con. Cho nên con không đụng vô được đâu thầy. Bà này tự nhiên từ chối thầy cái rẹt vậy. À đúng rồi đó. Thần linh sẽ dòm ngó tới bà. Bà muốn nói cái gì bà phải suy nghĩ cho kỹ chứ. Nói tào lao không có suy nghĩ gì hết trơn á. Phạm thượng tới thần linh rồi. Dạ cho con hỏi một câu là gì nữa? À, ví dụ như bây giờ thầy xây đền thờ thần linh đúng không? Thì ai là cái người quản lý đất đó à? Thì đương nhiên là thầy thay mặt cho thần linh để quản lý chứ còn ai nữa. Trời ơi, thầy tốt như vậy luôn á hả? Ừ. Thầy phải hy sinh. Ôi trời, thầy hy sinh hả? Ừ. Thầy hy sinh bản thân mình mà cuối cùng á thầy có 3 lô đất luôn. Ê, nè, mấy cái đất đó là của thần linh chứ đâu phải của ta đâu mà ngươi nói. Nói bậy không mà. Nó bậy nó bạ cho thầy không à, nghĩ gì kỳ vậy? Đúng rồi đó, ai mà dám ăn cái đất đó. Trời đánh chết á. Đúng rồi, thầy chỉ quản lý thay cho thần linh thôi. Đúng rồi. Nói bậy. Thôi, đừng có bàn luận nữa. Mấy người phải nhớ, đừng có gì một người mà có thể gây tai họa cho cả cái làng này. Chấm dứt ở đây. Mọi việc ta đã quyết rồi. Hôm nay là ngày cúng thần linh. Pha trà cho thần linh uống. Lẹ. Dạ. Không phải người. Nhỏ này. Con á hả? Ồ, thơm quá. Quá. Thơm quá chưa? Đây là loại trà đặc biệt để dành dâng lên cho thần linh. À. Nhưng mà nhớ, pha trà cho thần linh phải hết sức cẩn thận. Thần linh rất sợ uống đắng. Chính vì vậy phải tách tim sen ra khỏi trà. Ủa, tim trong này hả? Ê, xì tóc. Bỏ tay ra. Pha trà cho thần linh là phải vô cùng tinh khiết. Để cái tay vô đó là xúc phạm thần linh, hiểu chưa? Rồi lấy cái gì mà con lấy cái tim sen ra? Nhíp. Nhíp ở đâu thầy? Làm gì có nhíp ở đây? Đã. Trời ơi, ôi như ảo thuật vậy. Có sẵn luôn á hả? Ừ. Trời ơi, sao giống gầy hàng quá vậy? Mọi việc thần linh đã an bài, phản đối cũng vô hiệu thôi. Lo mà nhiếp hết đi nghe. Đà, theo thầy. Dạ. Không thấy cái tim nào đâu trơn trời. Đó kìa, con kìa. Trời ơi. Cố gắng lên con. Cố gắng lên con, cố gắng, cố lên kia kia. Kìa. Kìa. Tỉnh. Mọi người làm con hồi hộp quá. Đây nè. Yeah. Giỏi quá, vui giỏi quá con ơi. Vàng lên mái tóc thề, ngó hồn dâng tai. Anh ruột đi đâu đó anh ruột? Anh ruột. Hai mày uống gì? Anh ruột bình tĩnh, có muốn làm gì đâu. Ai ruột thật chứ mày? Anh ruột mau quên quá à. Bữa mình mới gặp nhau mà. Gặp mày nào? Gặp bữa quán cà phê đó, mình tính gầy xong rồi mà bị mấy thằng âm binh nó phá đám đó. À, mày là cái thằng lùng bự hả? Còn mày là cái thằng chân bò, đầu vàng hả? Nói, em chăn vịt mà. Hai cũng vậy, đánh lộn hả? Nói, lớn rồi đánh lộn làm gì đây cả. Chơi bầu cua. Sau này cũng chơi bầu cua vậy? Thì tốt nhất chơi bầu cua cho kiểu nó có người cua với có bầu. Bầu bì gì mày? Ba thằng đàn ông bầu bì gì? Cái miệng của mày. Tao không thích chơi bầu cua. Cái này là trò con nít. Mình lớn thì chơi trò người lớn. Đánh bài không? Ok anh ruột thích thì em chịu. Mày có bài không? Dạ không ạ. Mày có bài không? Không ạ. Tao có nè. Trời, cái này làm chắc tới sáng mai mới xong quá. Thôi, mọi người ở đây, con đi ăn đám hỏi. Ủa, đám hỏi ai vậy? Đám hỏi ai vậy? Ủa, con chưa kể mẹ nghe hả? Chưa. Cái thằng bồ cũ con hồi xưa bán tiệm vàng đó, nó chê con của mẹ xấu quá. Cái nó quen với nhỏ bán hột xoàn. Ủa mà bây giờ tự nhiên nó gửi thiệp cho con qua nhà nó ăn đám hỏi. Ý là nó dằn mặt con hay gì? Mẹ nhớ rồi.
Trời ơi, cái thằng đó nó tưởng nó đẹp hả? Nó xấu quá à. Rồi bây giờ lấy con vợ cũng xấu quá luôn. Tự hào. Em dạ. Rồi, em đi đám hỏi của người yêu cũ hả? Vậy thì em phải tân trang lên, em phải mắc cúp lên cho đẹp lòng lộ luôn, cho nó thấy vậy nó hối hận luôn. Đúng rồi, chặt tan nát con cô dâu luôn. Đúng cho chú luôn. Đúng rồi đó con. Chị. Thôi, không được, không được. Em cũng biết là tay nghề của chị là mắc cúp sao rồi đó. Nhưng mà bây giờ này em nhìn đi, chị đang á hả lượm tim sen rồi, cho nên là chị không có làm cho em được đâu. Hẹn em lần sau nha. Hay là con làm mặt cho con của cô đi đám hỏi đi, tim sen để đó cô làm cho. Theo chị. Trời ơi, hai đứa nó dễ thương gì đâu á. Con đi. Đi 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 để em ơi. Lượm 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 tim sen. Lượm tim sen phụ phụ phụ. Nhanh 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 vô. Sao bài trái bài nữa mày? Chị nhanh đi anh. Mày đặt nhiêu? Hết tẩy hết chân. Bèo quá vậy mày. Thấy nhiều ăn nhiều. Không đặt lá cây như mày, đặt tiền mày. Không ăn gian nha. Ngon rồi đó. Ba tiền. Lên người đi. Mày lật chứ đi. Mày lật đi. Là đi. Tao hốt. Mày lật đi. Bị quá lắm rồi. Băng ngày băng mặt. Mày bị dám đến bài hả? Hả? Con đánh bài đâu chú, con đánh bồ cua mà chú ấy lắc bồ cua đi. Đó là thức cờ bạc. Đi lên thả với tao hết, kéo lên. Cô Phượng. Đâu, cô Phượng đâu? Mày điên hả? Cô Phượng. Mấy đứa này dám gạt luôn người lớn. Quá nó luôn. Chạy mà quên tiền luôn. Tôi nói cho bà nghe nè, mai mốt mà bà có đổi ý hả, bà hiến đất cho thần linh hả, tới lúc đó hả chưa chắc thần linh đã chịu nhận đất của bà. Tôi nói cho bà biết á. Nhưng mà nhà tôi thiệt tình là không có gì đáng giá ngoài cái miếng đất đó làm của hồi môn cho con Trinh. Sao có thể nói hiến là hiến được? Trời ơi, mọi người thử đặt mình vào vị trí của tôi thử coi. Khỏi hiến đi cô, đừng hiến. Cái gì mà thiên hả? Thiên ai, ai thiên? Đâu có ai thiên đâu, đâu rồi nói ai thiên, thiên ai? Đâu rồi ấy đâu thầy? Nói là hiến đất á. Thôi, ồn ào quá là ồn ào. Mấy người không sợ kinh động tới thần linh hả? Còn cô này, từ ngày cô xuất hiện á, là cái hội này lúc nào cũng mất đoàn kết, cũng lủng củng, không một ngày yên ổn làm sao hả? Ôi, gì ngộ vậy thầy? Thầy ơi thầy, thầy sao vậy? Tự nhiên thầy bày vẽ ra bắt xây đời này kia làm ảnh hưởng tới tài sản của tất cả mọi người ở đây. Liên quan gì mà đủ thừa cho con? Thầy làm việc với thần linh mà đủ thừa con như vậy á, là kỳ rồi nha. Này, trời ơi là trời. Nhưng mà tôi xây cái đền này đâu phải cho tôi. Tôi xây là vì an nguy của cái làng này. Hả? Rủi có tai họa gì ập tới, cô có gánh nổi không? Hả? Mà cô bếp xếp hoài vậy? Hả? Con chỉ nói sự thật thôi chứ bếp xếp gì? Mọi người nghĩ thử coi con nói đúng không? Chết rồi thầy ơi, chết rồi thầy ơi. Vụ gì hả? Chết rồi. Vụ gì? Ơi, chuyện lớn lắm. Gà trong làng mình đột ngột chết nhiều lắm. Hả? Gà nhà ai vậy? Gà nhà chú á. Ủa cô gì ấy? Sao dạy dọc quá vậy? Xuống sao đi tự giận vậy? Vậy bố mẹ anh làm em. Nhảy xuống đây là chết á. Đau đau. Nhảy xuống đây là chết vậy. Sao ai cũng muốn làm tôi đau hết vậy? Có chuyện gì mà cô tự giận vậy? Anh tránh ra đi. Có ai cần tôi đâu. Người yêu của em á nói thương em mà bây giờ cưới con nhỏ khác xấu quá. Bây giờ em đi cưới thằng khác xấu hơn dằn mặt nó. Em không có thích trai xấu. Anh nói đi, bộ em không dễ thương hả? Em dễ thương lắm á, dễ thương nhất cái xóm này luôn á ha. Em dễ thương, đừng tự giận. Anh nói dối. Anh buông ra đi. Em muốn tự soi lại lòng mình. Thần Linh ơi, Thần Linh, tại sao không cho con chơi đẹp? Thần Linh đâu dưới đây hà bá chứ thần linh gì? Anh đừng có nói bán bổ thần linh nha. Thần Linh nói nếu mà tôi chăm chỉ cúng bái cho tiền á, thần linh để cho em bạn trai á. Cho tiền thần linh là thần linh cho bạn trai hả? Vậy cô cho tiền tôi đi, tôi làm bạn trai cô cho.
Anh này, gì mà tỏ tình đốt cháy giai đoạn quá vậy? Vui hả? Vui hả? Anh này, vậy là anh là bạn trai em hả? Vậy giờ em vui lên hả? Không tự giận nữa ha. Bây giờ mình đi ngang qua đám cưới, nắm tay nhau cho nó biết em có bạn trai mới nha. Đi. Anh khóc cười nhanh vậy? Anh đi đi, đi với em, đi. Nói hoài không chịu nghe. Bây giờ bà muốn cả làng, cả xã này chết chung để bà mới chịu á. Bây gì ơi, bây gì ơi. Cũng dạ, mọi người, tình hình sao rồi chú? Dạ, chết hết rồi. Dạ, chết cậu mày rồi. Chú Toàn, cho con hỏi, mấy ngày nay á, có ai lạ mặt lẫn vẫn lòng vòng đây không? Không có ai hết trơn á, làng xóm bình yên vậy nè. Chú, vậy là mấy ngày nay nè, chú chăm gà, chú nuôi gà á, có dấu hiệu gì bệnh hoạn của dịch cúm không? Dạ đúng rồi. Không có bệnh hoạn gì hết, nó còn sân sận vậy, một bầy gà đang sân sận. Có bệnh là chú bệnh đi nè. Chú à, chú bình tĩnh đi, chờ con một xíu nha. Anh vô coi thử anh. Đặt cái tên Toan chi cho khổ. Vậy á. Nín đi Toan, nín đi Toan. Chú ơi, gà mẹ, gà con gì chết hết luôn hả chú? Vậy. Con chừa lại chút gì đây? Chú. Gì vậy? Chú ơi, con tìm thấy cái này nè. Cái này chắc chắn là có ai tuốt gà của chú rồi. Con Dương là một đứa rất là cứng đầu cứng cổ, không dễ gì mà thu phục nó trong một sớm một chiều. Ngược lại, thằng anh của nó lại khác. Thằng này rất là ngu, mình nói cái gì nó cũng nghe hết á. Vì vậy, mình phải thu phục thằng anh trước. Cái chuyện này thì thầy yên tâm đi, con đã điều tra rất kỹ rồi. Thằng Đức nó thường xuyên đi ngang qua cung đường này đúng vào giờ này. Thiệt không đó cha nội? Thầy không tin hả? Chưa thấy làm sao tin. Đó. Con làm việc giỏi lắm. Tăng lương nha. Xong vụ này. Đức, thầy đi tìm con đây. Tìm con chị. Thầy mới vừa được thần linh báo mộng, nói rằng con sắp sửa gặp phải chuyện xui xẻo. Thầy tìm con để báo cho con biết đó. Là đánh bài bị nhốt ba bệnh đó thầy. Còn tệ hơn vậy nữa. Tào lao. Không tin hả? Đi đi. Mày đi đâu đó? Sao hôm bữa là về em gái tao? Về em gái nó kìa, nó kiếm mày kìa. Phải nó không? Mày á, cái thằng quần xà lõn á. Mày á. Không phải. Thằng mặc quần xà lõn với anh kìa. Mày hả? Đúng rồi. Mà cậu có về em gái nó không? Không, con đâu có về đâu thầy. Nó nhìn nhầm ai thầy cứu con thầy. Cậu ấy đã nói là không có về em gái của cậu rồi. Thôi, chắc là có cái sự hiểu lầm nào đó. Mình xí xóa bỏ qua, dĩ hòa dĩ quý nha. Không có hòa giải gì hết. Nếu như ông Bình đó, cho ông đi nhà thương luôn đó. Vậy nữa? Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt thế hả? Yên tâm. Cái nào sư phụ? Khỏi. Hai đứa con tránh ra. Con về nha thầy, thầy ở lại bảo trọng thầy. Chơi. Xong vụ này rồi thầy nói chuyện với con. Đứng đây coi thầy xử lý nè. Tránh ra. Tên bơ. Giờ con đã tin lời thầy chưa? Dạ tin. Cho con qua bắt tay thầy cái. Ừ. Dạ, thôi con sợ gì chứ không hay đó. Đó là khi thầy giận công thôi. Con mà thầy nhậu ly dê thầy. Ê, đi. Dạ. Thôi. Kẻ tu hành giúp người không cần báo đáp. Đi về. Cảm ơn thầy thầy. Lâu lắm rồi không được về đó nha. Gì vậy? Cẳng chân sao vậy? Ngồi xuống coi coi. Sao Phi chạy rồi? Từ. Tự nhiên nó nhức quá à. Từ. Rồi Phi chạy rồi. Bị lúc nào vậy?
Chắc hồi nãy lui hui trong chuồng gà của chú Toan á. Có sưng không vậy? Không, em không có sưng. Chờ anh tí xíu đi. Thiệt tình. Trời ơi, có chút xíu à, làm gì mà đem nguyên một tuổi luôn vậy? Ẩu tả gì đâu á. Em á nha, không bao giờ biết tự chăm sóc mình hết á. Đây, sát trùng nè. Thôi, nhẹ xíu à. Anh lấy cái hũ thuốc này nè. Hũ thuốc nào? Đây nè. Đây. Cái này em xài hoài rồi. Em cũng đang xài cái kem tẩm mi này nè. Ê, cái này vết thương hở mà xài cái gì? Không có, trời ngoài da hay là bị ghẻ gì á, mình tức lên hết rồi. Gì cũng biết á. Không sao đâu mẹ, anh làm gì quan tâm em dữ hả? Quan tâm vậy mà còn bị bỏ, bị chia tay á. Không quan tâm chắc lên đường tám đời. Dương Lâm ơi! Dương Lâm ơi! Ê! Ê! Trời đâu rồi? Ủa hai đứa mày đây hả? Anh làm gì mà băng ngang vậy mà không có cảm giác gì luôn hả? Hình như thần linh che mắt tao hả sao á? Ê, tao nói cho hai biết này nghe. Ông Năm Chum á, ông tài giỏi lắm á. Tao đã gia nhập hội ông rồi. Trời đất! Anh bị gì hả? Tự nhiên gia nhập hội thần linh của Năm Chum. Hồi nãy tao đi ngoài đường á, ông phán tao gặp chuyện không may. Tự nhiên gặp chuyện không may liền. Xong ông cứu tao mày. Anh hai ơi, anh thiệt tình luôn á. Anh biết là nguyên cái ấp này là tất cả mọi người đều bị lừa bởi Năm Chum. Và còn lao đầu vô nữa. Hai đứa mày không tin thôi. Đừng có bán bổ thần linh. Bây giờ cái vali của tao đâu, đưa đây tao. Vali gì? Cái vali của tao đó. Không có đưa gì hết trơn á. Anh em đi đâu? Tao đem qua nhờ thầy mở giùm. Chứ mày đâu có mở được. Mày cũng đâu có mở được đâu. Nhưng mà đem qua đó không có được, càng nguy hiểm nữa. Không có nguy hiểm gì đâu, thầy giỏi lắm. Đưa đi tao, đưa đây. Mệt anh hai quá à. Em nói cho anh biết nha. Nãy giờ em nhường anh nhiều lắm rồi đó. Bây giờ anh muốn đem cái vali đi đúng không? Bước qua xác của em. Mày nói hoài, mày có nằm xuống đâu mà tao bước qua? Nằm xuống đi cho anh bước qua. Anh! Mình nói chung là không có được. Không có đem gì đâu hết á. Hai đứa mày nha. Tao nói rồi không tin nha. Bán bỏ thần linh đi là thần linh phạt. Mày thấy gì lượng không? Gì lượng sao? Hồi nãy bà đi ngoài đường á, bà đi gì sẵn sẵn cho bà té cái bích. Tôi lại tôi đỡ bà đem về. Bà là không tin thần linh á, thần linh phạt bà đó. Bà bị như vậy á thì đưa lên bệnh viện luôn. Tự nhiên anh dắt về nhà làm gì? Bác sĩ nào mà chữa được. Này chỉ có thần linh thôi, phải khấn vái. Trời là trời. Bây giờ mở miệng ra thần linh hoài luôn à. Tin cái gì kỳ cục vậy ta? Thôi. Mộng Trinh á đang chuẩn bị giấy tờ đất á, đem lên cho thầy Năm Chum á để giải hạn để cứu dì lượng á. Mộng Trinh làm luôn rồi. Xin phép các thần linh xóa hết mọi tội tình giúp cho mẹ con. Thần linh đã ban phép màu vô cành sen này. Giờ con hãy mang về, đặt cây đầu giường nơi mẹ con nằm, thì tự động bình tĩnh của mẹ con sẽ biến mất. Thiệt hả thầy? Ừ, tin thầy đi. Đừng có chần chừ nữa. Con phải chần chừ đó hả? Không chừng kể cả cái cơ hội cuối cùng gặp mẹ con cũng không còn. Vì vậy con phải đền ơn thần linh bằng cái cách hãy ký tên cho cái tờ giấy nhượng quyền sử dụng đất này. Ký đi con, đừng chần chừ nữa. Con không ký, mẹ con từ từ khỏe được không thầy? Không được, chỉ cần ký muộn thôi là thần linh cũng sẽ bắt mẹ con đi rồi. Chị Bị, hãy nhanh chóng ký đi con. Ký. 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 Mẹ, hay là bây giờ con hiến miếng đất cho thần linh nha mẹ. Miếng đất đó là của ba con để lại cho con. Mẹ lúc còn sống không lo được gì cho con hết, thì lúc chết đi phải giữ nó nguyên vẹn cho con chứ. Con nói chuyện giống trăng thối vậy. Có như vậy thì
mẹ mới dám gặp mặt ba con ở suối vàng. Con biết chưa hả? Mẹ nói cái gì vậy? Giờ mẹ mệnh hệ vậy sao con còn lo miếng đất nữa? Con thà là mất miếng đất chứ sao mất mẹ được. Con không nghe lời mẹ hả? Con muốn mẹ chết không nhắm mắt đúng không? Con cãi mẹ hả? Con biết rồi thì không bán đất với thần linh nữa. Gì đây? Quỳ bắp. Đồ thầy quỳ bắp. Lại là con nhỏ này nữa. Đứng lên, đi về với chị. Mà em sắp chết rồi kìa. Chết cái gì mà chết? Hắn ta đang lừa đất của em đó. Anh Lâm đã kêu bác sĩ về để mà khám cho mẹ của em. Mẹ của em không có sao hết. Bây giờ em về với mẹ đi. Con nhỏ này quá lâu. Tránh ra, tránh ra. Gì? Liêu liêu hụt rồi. Xử nó. Dạ. Cẩn thận. Thầy ơi. Đó, con thấy không? Đàn bà con gái mình là giữ như trang đinh. Đừng có tin lời nó. Ký đi con, ký đi con. Ký. Nè. Ký gì mà ký? Ông đó, ông mới là thứ đồ lừa đảo. Chị nói cho em biết. Vậy đừng có phỉ báng thần linh như vậy. Đúng. Cái gì mà thần linh? Em nhìn mặt của ổng đi. Ổng là đang lừa đảo tất cả mọi người. Ổng lừa tiền của cái ấp này nè. Đừng tin lời nó. Ông đó, đáng lẽ cái người không đáng tin là ông kìa. Chị, nhưng mà gà sớm này chết hết rồi kìa. Cái gì mà sớm này chết hết? Chỉ có gà của chú Toan thôi. Nếu như mà thần linh trừng phạt á thì phải là trừng phạt tất cả mọi người. Em suy nghĩ đi coi thử đúng không? Nhưng mà thần linh trừng phạt rất là nhiều thể loại. Có người bị chết gà, có người bị chết bệnh. Mộng Trinh. Mộng Trinh cái gì? Vậy chứ mẹ của Mộng Trinh đó, theo ông nghe lời ông có hết bệnh đâu. Thì ta đã chỉ bệnh đây nè. Thần linh đã xóa hết tội lỗi rồi nè. Nếu ngươi không phá đám thì chắc chắn là mẹ của Mộng Trinh sẽ hết bệnh. Đừng nghe lời nó, ký đi con. Ký lệ đi con. Ký. Trinh, em đừng làm liều như vậy. Bây giờ em cho chị một ngày đi. Chị sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Lúc đó em ký còn chưa muộn. Đừng có tin lời nó. Đi. Tin lời thầy. Nè. Làm gì à? Làm gì? Bục vô mặt ăn cái gì? Ai? Trời đất. Sao sao? Yên tâm đi. Con còn nhiều lắm. Ghế này con nhiều. Chưa từng thấy. Cô đưa nó kiểm tra cho con. Bây giờ sao thầy? Mày sẽ biết tại tao. Hãy đợi đấy. Cái mẹ đét ơi nghe nè cô Úc, xuân cũng sắp về buôn làng đông đúc. Làng trên xóm dưới ai cũng tấp nập, vậy là mới đây cũng hết một năm. Cái mẹ đét ơi nghe đâu cô Úc, cái cô diễn viên họ Hồ dễ mến. Nghe đồn năm nay cô làm phim xuân, cứ nhắn mọi người về nhà ăn Tết. Tết đến rồi đây một năm đã đi qua. Thấy người ta đặt vé xe về nhà. Có những nhành mà đặt cho bông sắc màu. Phong sức tập nập, cây lá ươm mầm. Chờ một năm mới về quê mình. 365 ngày rồi thật nhanh đã trôi qua. Chỉ muốn bước thật nhanh lên chuyến xe về nhà. Trời quay. Dạ dạ thật là thương biết bao. Dạ dạ về nhà là thấy ấm trong lòng. Dạ dạ về tôi. Giờ thì về nhà mau thôi. Về ăn cơm nhà nấu. Không phải bon chen với cuộc sống u sầu. Giờ thì về nhà mau thôi. Về vòng tay gia đình. Giờ thì về nhà nhanh nhanh nào. Giờ thì về nhà mau thôi. Về cứ ăn Tết thôi. Giờ thì về nhà nhanh nhanh nào. Giờ là lúc ta phải về nhà. Giờ thì về nhà mau thôi. Về cứ ăn Tết thôi. Giờ thì về nhà nhanh nhanh nào. Giờ là lúc ta phải về nhà.